Vừa rồi thì Oppo đã có giới thiệu một chiếc điện thoại gập khá là đỉnh của hãng, có tên là Oppo Find N. Thế nhưng mà năm anh Studio thì hiển nhiên là không được mượn rồi. Thế cho nên là mình, cá nhân mình thì hướng cái sự chú ý vào một sản phẩm nó mang tính thực dụng hơn, có tên là Oppo EncoBus mà mình rất là may mắn được mượn ở đây. Sản phẩm này thì hiện tại đang được bán với mức giá là 710.000 tại Savones. Giá có thể nói là vô cùng hấp dẫn và dễ tiếp cận. Bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả. Mức giá này thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc tai nghe có thương hiệu rất là tử tế, kèm với lại là những cái tính năng cũng có thể nói là hấp dẫn trong tầm giá như Bluetooth 5.2 rồi thì chống nước, chống bụi ABC. Thì liệu 700.000 mà các bạn bỏ ra nó có đáng tiền hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này. Trước hết để mà nói thì thôi các bạn đừng nghĩ là mình cà khịa, vì thực tế mình thì nói chung là cái chuyện nó ngay gần đây, với lại là nó tiện có mình lại còn bỏ tiền ra mua, cho nên là nó cũng gọi là tiện mồm thôi. Chứ còn nếu mà đây không phải là bản thân con EB hay là con của BKV hay gì cả thì chắc là nó là con khác thì mình cũng vẫn nói. Thế nhưng mà nôm na là mình sẽ có sự so sánh ngay, bởi vì con này là 700.000 và con EB nó rơi khoảng độ tầm 1,4 triệu, 1,5 triệu. Thì rõ ràng là với cái mức giá nó bằng một nửa con EB thì hiển nhiên là mình sẽ tự có cái đánh giá ngay lập tức trong đầu rồi. Và thật sự là từ cái hộp cho đến cả cái tai nghe thì mình thấy rằng là Oppo EncoBus hoàn thiện tốt hơn rất nhiều so với lại con tai nghe EB này. Cái hộp của EncoBus được in rất tử tế. Phải nói là cái chất liệu của cái vỏ hộp bên ngoài này, mình nghĩ rằng đây là một con tai nghe 700.000 có cái hộp có thể nói là đẹp nhất mà mình từng được sờ vào. Làm rất tử tế, không phải là cứ vẻ màu mè loè loẹt thì nó mới đẹp, mà cái kiểu clean, kiểu đơn giản như này là cũng khá đẹp. Và có một điều là mình mở hộp ra thì mình thấy là có mỗi cái tai nghe, không thấy cắp sạc. Thật thế nhỉ? Quay trở lại vấn đề 700.000 thì con này có tên là EncoBus, cho nên là các bạn sẽ thấy ngay, để tiết kiệm chi phí thiết kế thì có lẽ là Oppo lấy luôn cái thiết kế của con Galaxy Buds và Galaxy Buds cộng. Cái thiết kế này thì mình thấy rằng là nó rất tối ưu. Tức là nó như thế nào? Nó vừa gọn hai ngón tay này, kể cả về độ dày nó cũng không dày hơn hai ngón tay mình nhiều lắm, nó khoảng độ gấp rưỡi thôi. Thì cái thiết kế như thế này thì sẽ khiến cho các bạn có thể dễ dàng thao tác, cầm cho túi đi lại các thứ này kia mà nó không quá cấn. Cái tất nhiên là cái này là mình nói với lại các bạn nam, các bạn nữ thì hiển nhiên là phải cho vào trong túi bóp với ví gì đấy rồi. À ví à? Đại khái là nó sẽ rất là gọn. Cái thiết kế bắt chước như thế này thì thôi thì cứ như anh Quảng hay nói là học tập thì nó hiệu quả là được. Thì ok, nó bắt chước và nó hiệu quả. Tất cả cái đường nét mà mình thấy hoàn thiện ở con này, viền của vỏ case này, viền mặt bên ngoài này, viền ở của cái khe tai si này, viền của bản lề này, các thứ này kia, rồi thì chữ Oppo in chìm theo như mình thấy thì đều rất là ok. Và với mình là mình thấy là nó hoàn thiện sắc nét hơn, đẹp hơn, ít nhựa thừa hơn, ít bị lỗi và trông nó không đều, không lởm như là cái con EB gấp đôi tiền như này. Nó đẹp hơn khá nhiều, nó cũng không bị hiện tượng là khập khệch vì nó dùng bản lề thường mà, thế cho nên là nó rất là ok. Housing của con này thì được hoàn thiện, cũng có thể nói là không có nhiều điểm để chê cho lắm. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, nó đeo nó thoải mái. Cái kích thước của con này cả về ống nozzle cả về housing thì mình thấy là nó đều phù hợp cho hầu như là tất cả mọi người, kể cả các bạn nữ luôn, bởi vì là nó nhỏ, nó không bị chiếm, nó không bị phình quá khoang tai, và khi mình đeo mình nó chạy nhảy di chuyển thì mình thấy là cái độ dài của ống nozzle nó vào rất là vừa, nó giữ được cái tai nghe mà không bị bửa ra, nó không bị kiểu lộc xộc, mình chạy nó không bị có cảm giác là dễ bị tuột. Thì cái kiểu in-ear là như vậy, và cái ống nozzle này nó vì nó không đi vào quá sâu cho nên nó không khiến cho mình cảm thấy khó chịu hay gì cả. Con này thì có mỗi một cái là rõ ràng là vì tai nghe giá rẻ nên là các bạn sẽ thấy ngay những cái đường khớp nối ở trên cái tầng housing nó lộ hơi rõ, cái mặt bên ngoài của housing và cái mặt bên trong, đặc biệt là khi mà nó dùng hai cái chất liệu khác nhau, một bên trong thì nó làm nhựa nhám thì chắc là để khi mà đeo vào tai thì nó sẽ không bị trơn trượt quá, còn bên ngoài thì nó là nhựa bóng. Cái nhựa bóng này thì khá là trơn, mỗi tội nó là một, nhưng mà được cái nó là màu trắng cho nên là các bạn sẽ không thể nhìn thấy dấu vân tay mà mình để lại đâu. Có điều là không biết là về lâu về dài thì nó có bị xước hay không, hiện tại thì mình chưa thấy nó bị xước. Không phải chỉ có cái phần viền nối nó hơi hơi hở một xíu, còn một cái nữa mình cảm thấy không thích là cái phần mặt faceplate này, nó chỉ có mỗi một cái phần khắc hình tròn như này thì mình thấy trông nó khá là đơn điệu. Các cái đường lỗ mic nhỏ nhỏ được khắc và cắt ở trên mặt của cái housing mình đều thấy là nó làm khá là chỉn chu, trông nó không bị kiểu cắt nó đều quá, giống kiểu nó gia công bị lởm lởm giống như là kiểu ở trên con EB. Thì con này mặc dù là 700.000 nhưng mà mình thấy nó tử tế hơn nhiều. Cũng thuộc dạng là khá ok đúng không? 7 lốp mà.
tính năng thì cái mức giá này thì mình thấy cũng ổn luôn. Các bạn sẽ có Bluetooth 5.2 nhá, có thể là gọi là mới nhất đúng không? Các bạn sẽ có chống bụi chống nước IP54. Các bạn sẽ có cả cái chế độ mà theo như nhà sản xuất quảng cáo là độ trễ nó giảm xuống còn 80 mili giây, thì tí mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Đây là tiếng từ mic của Oppo em có Buds. Hiện tại thì mình đang thu trong môi trường phòng quay. Xung quanh thì chỉ có một xu gió nhẹ nhẹ của từ điều hòa và không có tai âm khác. Chiếc tai nghe này thì rõ ràng điều nổi bật nhất của nó chính là ở mức giá. Bởi vì hầu như 700 nghìn chúng ta khó mà mua được tai nghe từ các thương hiệu lớn. Và ngoài ra, đặc biệt bên cạnh mức giá thì bản thân Oppo em có Buds cũng có rất nhiều tính năng có thể nói là đầy đủ ở trong cái phân khúc này, đó là Bluetooth 5.2 này, rồi thì sẽ có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi này. Chất âm thì cái đầu tiên là mình sẽ phải nói về giải trầm. Giải trầm của con này nó thuộc dạng là khá ổn. Tại sao lại khá? Khá ở đây là nó nhiều về lượng này, lực đánh rất là mạnh và speed thì ok, nhanh. Nó phù hợp với rất nhiều các thể loại nhạc ngoài kia, nhạc trẻ bây giờ từ rap rủng này, EDM này thì rock riết các thứ này kia cần được hết, và cái lực của đánh rất mạnh. Thế nhưng mà bù lại tại sao có chữ khá, bởi vì khi mà mình chơi một số bài, ví dụ như là cái bài Razorbee của Clean Bandit với lại là Chess Clean, nó đánh cái bài đấy thì nó rất là nhanh, và mình có cảm giác cái màng nhĩ của mình ấy, nó giống như cái quả mà boxing người ta hay tập đánh tốc độ như này đấy, thì nó đánh nhanh như thế mà cái lực của đánh quá mạnh, mình bass hết. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ rằng là kiểu như vậy thì mình sẽ chỉ nghe sướng được khoảng độ tầm vài bài đầu thôi. Còn nếu mà nghe đến cả tiếng đồng hồ thì có lẽ là cái màng nhĩ của mình nó sẽ khá là mỏi. Nó bị tác động vào quá nhiều. Và cái lực này nó đánh mạnh quá, lắm lúc mình cảm thấy nó hơi bị khó chịu. Và với mình thì mình sẽ phải tinh chỉnh một tí vào setting của Apple Music, xong bắt đầu sử dụng cái profile là giảm âm thanh trầm đi để cho cái giải trầm nó đỡ nặng quá. Cái tốc độ đánh nhanh như vậy thì nó sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái lực các thứ này kia về cái độ nặng của cái giải trầm thì nó sẽ đỡ bị nặng quá khiến mình khó chịu. Và cái giải trầm này nó xuống gọi là không thể quá sâu được, nó gọi là vừa phải thôi. Thì nhưng mà nó đánh, các bạn sẽ cảm giác là cái nốt đấy nó đánh bực, hơi ngang ngửa như này, kiểu như vậy, mà nó mang tính chất là hơi tâm linh một tí đúng không? Thế nhưng mà đại khái là đấy, nôm na nó thuộc dạng là khá tốt. Với một số bài thì nó có thể là nó sẽ hơi tệ hơn một xíu. Ví dụ như là khi mình nghe cái bài In Your Eyes của Tuấn Cùi với lại KDG ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái nốt này nó đánh, nó khiến cho cái giải trầm nó bị ù, và nó có hiện tượng là đè các cái giải khác, là mình cảm thấy hơi khó chịu. Không phải bài nào nó cũng ù như vậy, cụ thể với một vài bài nó sẽ bị ù. Và một lần nữa thì mình khuyên các bạn là nếu như nghe thì nên chuyển vào cái chế độ giảm âm trầm cho nó đỡ khó chịu. Cái giải mid khi mà nó bị lấn như vậy hay không đi chăng nữa, thì cái giải mid này nó sẽ có hai cái vấn đề của nó. Thứ nhất là về vấn đề của giọng của vocal, thì vocal nó cảm giác nó hơi bị bó hẹp một xíu. Nhưng mà cái vocal này thì nó được búp lên khá là căng, cho nên là khi mà các bạn nghe một số bài như cái bài I'll Be There của Jess Glynn, thì các bạn sẽ thấy là cái tiếng của vocal nhiều lúc nó hơi bị pick. Pick ở đây không phải là kiểu shift balance, là theo kiểu là tiếng nó bị kiểu dư năng lượng kiểu như vậy, nó khó chịu. Mà cái kiểu pick ở đây là nó kiểu cảm giác nó hơi bị dạn. Theo cái ý mình ở đây là nó có thể hơi dạn một xíu ấy, nó nghe nó hơi bị khó chịu. Và có một số những cái tiếng, ví dụ như là cái tiếng trống, không phải tiếng trống mà tiếng beat ấy, cạch của mấy anh em bấm cái bàn DJ thì phải, mình chả biết gọi là cái bàn gì, mình không phải học nhạc, nhưng mà mình biết là cái kiểu của cái bàn bấm mix pad thì phải, bấm xong có tiếng beat cái tiếng đấy nó cũng sẽ bị cảm giác hơi dạn, hơi khó chịu. Và cái vấn đề thứ hai của cái giải mid này là cái chi tiết nó không thực sự tốt, nên là khi mà các bạn nghe các cái nhạc cụ khác, ví dụ như là tiếng guitar, tiếng keyboard này hay là tiếng gì đó, nói chung là cái chi tiết nó bị chìm hẳn xuống dưới, nó chỉ tôn cái vocal lên thôi, chứ còn cái tiếng keyboard thì nó chìm hẳn xuống, cái mình cũng không thích luôn. Mình muốn là cái giải mid nó phải có không gian một xíu, và các cái nhạc cụ nó có đất diễn hơn, chứ nó không phải là nó bị chìm quá nhiều như vậy. Và cái điều này nó cũng chứng minh ở cái giải treble luôn, nó là cái giải treble nó khá là hơi bị á đuổi. Điều này nó cũng khiến cho cái không gian của con tai nghe nó không được quá rộng. Kể cả mình nghe một số bài nó sử dụng giải treble cũng khá nhiều, như cái bài Razorbee của Clean Bandit chẳng hạn, thì cái tiếng violon chủ đạo ấy
nó mặc dù nó là tiếng violon chủ đạo luôn nhưng mà nó bị chìm lên rất nhiều so với các nhạc cụ khác, hay là kể cả mình nghe bản đấy In Your Eyes của Tuấn Cui với Kenny G thì cái giọng, cái tiếng kèn của Kenny G nếu không có cái đoạn cuối thì các cái đoạn khác ở trong bài nó cũng sẽ bị chìm đi khá nhiều, nó khá là cụt và nó không nổi lên được. Thì cái giải chép của con này nó thuộc dạng là kiểu điên ở chỗ trống, nó không phải là cái mà mình cảm thấy ok. Vậy thì chốt lại là cái chất âm của con này nó sẽ phù hợp cho những cái bạn nào mà thích kiểu bass head, thích nghe nhiều về giải trầm. Và cái giải trầm này thật sự là nó rất là cơ động, nó đánh được hầu như các thể loại bây giờ, rock này, EDM này, rồi thì rap và lo-fi này, cái gì các bạn sẽ chơi được hết luôn, bởi vì là nó đã lực rồi nó lại còn tiết tấu nó nhanh. Thì có điều là nếu như là mình sẽ tiết chế lại. Với mức giá 700.000 thì nếu các bạn hỏi mình là có đáng tiền không thì mình sẽ hiển nhiên là mình thấy đáng, vì ngay bên cạnh đây mình đang có một quả của nợ 1,5 triệu còn như thế này, thì hiển nhiên là 700.000 của Oppo như thế này mình thấy là rất là đáng. Oppo Enco Buds với cái mức giá như vậy. Nếu các bạn quan tâm thì tham khảo đường link bên dưới phần mô tả tại Sevodesk. Còn hy vọng là mình đã vừa làm một video hữu ích. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.